Vì Phượng xin kính chào quý vị hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 3 2019. Đến với bản tin hoa thịnh đốn gồm có tin tức liên quan đến Hoa Kỳ, rút tất cả nhân viên ngoại giao khỏi Venezuela. Tổng thống Trump đề nghị ngân sách chi tiêu kỷ luật, thăm hụt ngàn tỷ Mỹ Kim. Thủ tướng Anh thúc đẩy đưa thỏa thuận Brexit vào thử nghiệm. Việt Nam, Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng. Đài Loan cân nhắc việc mua máy bay chiến đấu F-16 của Hoa Kỳ đặc biệt trong phần 2 là phóng sự cộng đồng Việt Nam tại Philadelphia, Pennsylvania và IV News với Thanh Trang. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin chọn lọc tối hôm nay. Hoa Kỳ rút tất cả nhân viên ngoại giao khỏi Venezuela. Hoa Kỳ tuyên bố vào cuối ngày thứ hai sẽ rút toàn bộ số nhân viên còn lại khỏi Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Venezuela. Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Mike Pompeo đưa ra giữa bối cảnh toàn quốc Venezuela đang trải qua ngày cúp điện thứ tư và khủng hoảng chính trị đang ngày càng sâu sắc. Hoa Kỳ đã dẫn đầu một nỗ lực quốc tế nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro và hậu thuẫn cho lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido. Trong khi Juan Guaido được khoảng 50 quốc gia ủng hộ, ông Maduro chỉ nhận được ủng hộ từ một số quốc gia xã hội chủ nghĩa bao gồm Trung Cộng, Nga và Cuba. Ông Maduro đã ra lệnh cho các nhà ngoại giao Hoa Kỳ phải rời khỏi Venezuela trước hạn chót cuối tháng Giêng. Nhưng sau đó, ông đảo ngược và cho phép các nhân viên được tiếp tục ở lại. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên quyết định rút quân. Ông Pempo cho biết tất cả các nhân viên ngoại giao còn lại sẽ rời khỏi Venezuela vào cuối tuần này. Quyết định trên được đưa ra sau khi Venezuela bị mất điện khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng điện, nước và thông tin liên lạc. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia hôm tối thứ hai, Tổng thống Nicolas Maduro cho biết đã có tiến bộ trong việc khắc phục vấn đề năng lượng tại Venezuela. Ông nói hai người cố gắng phá hoại các cơ sở năng lượng đã bị bắt và đang được chính quyền điều tra, tuy nhiên ông không cho biết thông tin chi tiết. Ông Guiado, lãnh đạo phe đối lập được Hoa Kỳ hậu thuẫn cho biết, ông Maduro tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã phá hoại mạng lưới điện bằng một cuộc tấn công mạng nhằm thu hút sự chú ý về một chính phủ thất bại. Trong suốt cuộc khủng hoảng năng lượng, những người trữ thực phẩm lo ngại thức ăn sẽ bị thối trong tủ lạnh đã tặng lại cho nhà hàng để nấu và phân phối cho các tổ chức từ thiện và bệnh viện. Thủ tướng Anh thúc đẩy đưa thỏa thuận Brexit vào thử nghiệm. Thủ tướng Anh Theresa May đang phải đối mặt với sự phản đối liên tục về thỏa thuận Brexit nhằm đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Hạ viện sẽ bỏ phiếu vào thứ ba tuần sau, sau các phiên đàm phán cuối cùng với EU. Bà May nhấn mạnh, nếu thỏa thuận không được thông qua, nước Anh sẽ không bao giờ có một cơ hội rời khỏi EU. Keir Starmer, phát ngôn viên đảng lao động, đối lập và nhà lập pháp bảo thủ Dominic Grief đều bày tỏ sự hoài nghi về thỏa thuận Brexit. Bà May đã bay đến Stratford, Pháp vào ngày thứ hai để tham gia hội đàm cùng với chủ tịch Ủy ban châu Âu jean claire Juncker. Tại một cuộc họp báo, cả hai đã công bố những điều khoản sửa đổi để trình lên các nhà lập pháp, bao gồm những sửa đổi để bảo đảm đường biên giới giữa Ireland, thành viên EU và Bắc Ireland thuộc Anh vẫn mở sau khi Brexit được áp dụng. Tổng thống Trump đề nghị ngân sách chi tiêu kỷ luật thăm hụt ngàn tỷ Mỹ kim hôm thứ hai Tổng thống Donald Trump đã đưa ra kế hoạch chi tiêu ngân sách kỷ lục 4.7 tỷ Mỹ Kim, đẩy mức thâm hụt liên bang vượt trên 1 ngàn tỷ Mỹ Kim, trên tính toán tăng trưởng, kinh tế lạc quan và các giảm mạnh trong nước để cân bằng chi tiêu trong vòng 15 năm. Cuộc chiến bức tường biên giới đã trở lại. Tổng thống Trump muốn có hơn 8 tỷ Mỹ Kim để xây rào trắng với Mexico và yêu cầu tăng chi tiêu quân sự các yêu cầu của tổng thống Trump cùng việc cắt giảm mạnh chương trình chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ kinh tế cho người nghèo sẽ khiến Đảng Dân chủ và thậm chí một số đảng viên Cộng hòa phản đối. Tổng thống Trump gọi kế hoạch của mình là bước tiến táo bạo giúp quốc gia có được kinh nghiệm một phép màu kinh tế. Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi đã gọi những yêu cầu cắt giảm của tổng thống Trump là tăng nhẫn và thiển cận, một lộ trình làm cho Hoa Kỳ yếu hơn mức thâm hụt dự đoán sẽ đạt được 1,1 ngàn tỷ Mỹ Kim trong năm tài khoá 2020. Đây là mức thâm hụt cao nhất trong một thập niên. Con số thâm hụt được tính toán trong giả thuyết tốc độ tăng trưởng kinh tế còn mạnh, bao gồm tác động từ chương trình cắt giảm thuế của đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế cho biết tác động tính cực của chương trình cắt giảm thuế đang suy yếu, dự đoán kinh tế sẽ chậm hơn trong những năm tới hiện nợ quốc gia đã đạt được 22.000 tỷ Mỹ Kim. Việt Nam-Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng. Các chuyến đi gần đây của một phái đoàn quốc phòng cao cấp phía Việt Nam đã cho thấy những gì đang diễn ra trong mối quan hệ song phương Nhật Bản-Việt Nam. Tuần trước, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tổng tham mưu trưởng quân đội đã đến thăm Nhật Bản. Chuyến thăm đã làm nổi bật một số hoạt động trong mối quan hệ quốc phòng mà cả hai nước đang tăng cường phát triển trong năm 2019. Nhật Bản và Việt Nam từ lâu đã có quan hệ quốc phòng song phương rộng lớn. Hai nước đã tăng cường làm việc trong vấn đề an ninh như một phần quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng. Lợi ích đem về cho Việt Nam không chỉ là sự hỗ trợ an ninh hàng hải định kỳ mà còn những hoạt động quan trọng khác bao gồm các cuộc tập trận hải quân, các cuộc quá cảnh của Nhật Bản, thỏa thuận về hợp tác bảo vệ bờ biển và thiết bị quốc phòng cũng như hợp tác công nghiệp quốc phòng. Năm ngoái khi hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Nhật Bản lần đầu tiên đã đưa tàu ngầm tới thăm Việt Nam và sau đó, năm 2019, máy bay cùng tàu Nhật Bản lại đến Việt Nam. Sự gia tăng các hoạt động này chứng minh cho mối quan hệ an ninh song phương mạnh mẽ giữa hai nước. Đài Loan cân nhắc việc mua máy bay chiến đấu F-16 của Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, tuần trước, Đài Loan đang xem xét mua máy bay chiến đấu F-16 do Hoa Kỳ sản xuất để tăng cường khả năng phòng thủ. Dự đoán số lượng máy bay có thể lên đến 66 chiếc Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Đài Loan không đưa ra thông tin chi tiết về số lượng cũng như kiểu máy bay. Điều đáng chú ý là Đài Loan đang trong quá trình nâng cấp phi đội F-16AB lên biến thể F-16V. Bốn chiếc máy bay chiến đấu F-16AB đầu tiên được nâng cấp bởi Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Đài Loan AIDC, đã được bàn giao cho Đài Loan tại một căn cứ không quân ở quận Chiayi, Tây Nam Đài Loan vào tháng 10 năm 2018. Chương trình với mã gọi là Phoenix Raising Project được bắt đầu vào năm 2016 nhằm nâng cấp 144 máy bay chiến đấu Rockcast AB lên biến thể F-16V trước năm 2023. Tổng chi phí cho dự án Phoenix Raising ước tính khoảng 5,3 tỷ Mỹ Kim. Ban đầu, lô F-16V đầu tiên được nâng cấp bao gồm 10 chiếc máy bay chiến đấu nhưng số lượng giảm xuống còn 4 vì sự trì hoãn trong việc kiểm tra software tại Hoa Kỳ. Khoảng 25 đến 28 máy bay dự tính sẽ được thực hiện đại hóa mỗi năm cho đến năm 2023. Dự án Phoenix Racing cũng dự tính sẽ mua thêm hỏa tiễn đối không tầm xa của Hoa Kỳ, cũng như các hệ thống vũ khí được sản xuất trong nước như Skysword 2 hoặc Skysword Kính thưa quý vị, chương trình bản tin hoạt hình đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Kính mời quý Phật tử và quý đồng hương tham dự lễ hội quán âm lần thứ hai và hội chợ ẩm thực chay sẽ được tổ chức vào cuối tuần 30 và 31 tháng 3 năm 2019 tại chùa Giác Sơn, địa chỉ số 11801 Laurel Bowie Road, Laurel, Maryland 20708 chương trình ngày thứ bảy 30 tháng 3, 9 giờ 30 sáng, khóa tu tuổi trẻ, từ 6 tuổi tới 26 tuổi, 5 giờ 30 chiều, lễ quy y tam bảo, 7 giờ chiều, đêm đạo ca, thắp nến, cầu nguyện, 9 giờ 30 tối, chỉ tịnh. Chương trình ngày Chủ nhật 31 tháng 3, 8 giờ 30 sáng, trị tụng đại bi thần chú, 10 giờ 30 sáng, giao lưu Phật Pháp, chủ đề Đạo Phật với cuộc đời 12 giờ trưa, trai tăng cúng dường và thọ trai 3 giờ chiều, khai mạc lễ hội quán âm lần 2 4 giờ 30 chiều, hội chợ ẩm thực chay và ca nhạc 9 giờ tối, hoàng mãn Đặc biệt có khách mời, sư cô thích nữ liên hoa và sư cô thích nữ Ngọc Liên, tức Hoa hậu Bích Liên trước kia, cùng các ca sĩ vùng hoa thịnh đốn. Mọi chi tiết xin liên lạc chùa Giác Sơn, email giacsontemple@gmail.com, điện thoại số 240 360 7454. Thông báo: kể từ hôm nay cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2019, tại quận Fairfax Virginia có dịch vụ khai thuế miễn phí cho những cá nhân hay gia đình có lợi tức năm 2018 từ 55.000 trở xuống. Khi đến các trung tâm khai thuế, xin quý vị cần mang theo các giấy tờ quan trọng của quý vị và người khai chung. Trung tâm khai thuế miễn phí có nhân viên nói tiếng Việt. Fairfax Skillshort Center Annadel 7611 Little Riverton Pike, phòng 330 Annadel, Virginia 22003. Phục vụ vào ngày 26 tháng Giêng đến ngày 13 tháng 4 năm 2019 vào các ngày thứ tư và thứ năm từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, thứ bảy từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mọi liên lạc xin gọi ông James Hoàng Đỗ 703 533 5471. Gala Linh Ca Trong đời sống mục vụ của người Linh Mục thì tiếng hát, lời ca nguyện của người Mục Tử không quên lời kêu cứu của những mảnh đời bất hạnh. Đức Gia Hoàng Francisco đã lên tiếng Người nghèo không thể đợi nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm Linh ca Cha Cha Cha, The Singing Priest, những người lên mục lại một lần nữa mang lời ca đến với người nghèo không thể đợi. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng đến tham dự buổi tiệc gây quý vào lúc 6 giờ 30 thứ sáu ngày 22 tháng 3 2019 tại Golden Sea Restaurant. Được sự trợ giúp của các nhóm và tổ chức Francisco xuống, Project Việt Nam, tủ thuốc tình thương, chén gạo tình thân, chuối hạt hy vọng, viên gạch nhân ái, Jeff người phong, Bonjour and Hello Việt Nam, học bổng dẫn thân Nguyễn Văn Thuận, công tác y tế tình thương. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng đến tham dự.